Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành HK. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là chúng ta sẽ nâng phượng trước hay song sinh trước các bạn. Và để biết thì mình nên cần nâng phượng trước hay là song sinh trước thì chúng ta nên biết tác dụng của hai con này trong đội hình ha. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về tác dụng của phượng các bạn. Ok. Ta lên thì nó có luôn cái biệt danh của nó rồi, Phượng Hoàng Bất Tử. Phượng Hoàng Bất Tử bởi kỹ năng của nó bạn. Đây, Phượng Hoàng Bất Tử, đây là kỹ năng thụ động. Là khi nó chết thì nó sẽ biến thành một quả cầu lửa ha các bạn. Và khi nó biến thành quả cầu lửa thì nó sẽ tự phục hồi sức khỏe tối đa và không bị tấn công nha. Và khi nó đạt được 50% sức khỏe thì Phượng Hoàng sẽ tái sinh và gây sát thương khu vực nó tái sinh nha các bạn. Và tốc độ phục hồi của tai lan sẽ bị giảm 20% mỗi lần là bị biến thành một quả cầu lửa nha, tức là nó bị chết càng nhiều thì nó phục hồi càng lâu. Và các bạn nên biết là với phượng hoàng nha các bạn, đó là khi nó tái sinh thì tấn công và phòng thủ sẽ được tăng nè. Nếu các bạn tăng xích nè, đó, xích 10 hiệu quả tấn công được tăng 20% và hiệu quả phòng thủ được tăng 40% mỗi khi được tái sinh bằng khả năng Phượng Hoàng Bất Tử của mình. Điều này có nghĩa là gì các bạn? Điều này có nghĩa là nếu mà ta lên chết nhiều, nói chung là ta lên tái sinh càng nhiều thì nó sẽ càng trâu và càng gây đam nhiều. Bởi vậy nên chúng ta có cái đội hình Good Cop Legend là đội hình ta lên sẽ là đam chính các bạn, nó sẽ hồi sinh liên tục, nó sẽ là đa chính. Rồi, để ta lên làm đam chính, điều kiện để ta lên làm đam chính các bạn là bắt buộc nó phải được hồi sinh nhiều lần. Bắt buộc nó được hồi sinh nhiều lần, điều này nó đi kèm với một cái tem các bạn, đó là tem có khả năng cầu cưa. Tem có khả năng cầu cưa trong combat rất là lâu mới để mình clear cái này chút. Đây. Và đội hình giúp cho Talon có khả năng cầu cưa lâu. Đội hình giúp Talon có khả năng cầu cưa lâu trong combat là team này nè các bạn. Hoặc các bạn có thể thay Tahseh bằng con Mahira. Đội hình này hoạt động theo cái cách phương thức là team hỗ trợ lẫn nhau rất là cao, gây CC khống chế khó chịu và Talon có thể chết và hồi sinh rất là nhiều lần. Dẫn đến sau này thì nó có một lượng đam rất là khủng. Rồi ha, các bạn muốn dùng Talon làm đam chính thì bắt buộc các bạn phải xếp một đội hình hợp lý. Còn ngoài ra tác dụng của Talon chính trong đội hình đó chính là hồi máu các bạn. Khi nó bị mất máu thì nó sẽ hồi máu lại với đồng minh. Và khả năng hồi máu này rất là tốt. Và ngoài khả năng hồi máu của mình thì tại vì Talon nó bất tử nên nó sẽ là vị tướng hút đam, hút skill của team địch ngon các bạn. Team địch có thể nhắm vào Talon đánh gây rất nhiều đam. Đó. Và Talon vừa chịu đam vừa hồi máu cho team thì điều này chỉ giúp cho team của các bạn có khả năng sống sót và câu câu kéo lâu hơn. Ví dụ như mình chơi tank Lucius hoặc là một số con khác mới vào bị sốc đam chết. Nhưng nếu có Talon trong đội hình thì Talon sẽ một là nó sẽ chịu đam, thứ hai là sau khi nó chịu đam nó hồi máu lại cho các vị tướng khác trong team, và nó không chỉ là hồi máu một lần nó chết, nó sống nó không chỉ chịu đam hồi máu một lần thôi nha các bạn. Sau khi hóa thành trứng phượng hoàng lửa Talon hồi sinh thì nó lại tiếp tục chịu đam, chịu kỹ năng của team địch, rồi sau đó thì nó lại tiếp tục hồi máu cho team mình. Nói chung là nếu mà có talent trong đội hình thì bạn mình nhận xét là các bạn có talent trong đội hình thì các bạn đi map rất là khỏe luôn nha các bạn. Các bạn có talent thì các bạn đi map rất là khỏe. Nhưng nếu mà các bạn không có điều kiện xây thì các bạn up talent lên tím cộng các bạn hoặc là vàng. Nói chung là up lên tím cộng thì cũng đủ xài rồi. Tất nhiên là nếu mình có điều kiện thì mình up lên đỏ thì ngon nhất các bạn, tăng xích lên là ngon nhất. Còn không thì mình up lên tím cộng để lấy khả năng hồi máu của nó được rồi, tím tím cộng. Rồi, đó là tác dụng của Talon trong đội hình ha các bạn. Và mình nhận xét là đội hình Talon này nó thích hợp cho một vài team. Đó là những một là team cầu cưa kéo dài thời gian. Nói chung là team mà cần khả năng hồi máu cho các con khác có thời gian nó gây đam. Với hai,
là đối với những team mà mình xài dạng tăng cơ, ví dụ như là Aizog này, Lucius chẳng hạn, hoặc là team Diamond, các team mà team pháp sư làm carry thì rất cần có Phượng Hoàng bút máu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đến là tác dụng của song sinh trong đội hình. Song sinh nó khác với Phượng Hoàng một cái, đó là nó không có khả năng bất tử. Song sinh thì nó sẽ là bút tốc trong team các bạn, bút tốc, bút nổ. Cái tốc độ của song sinh bút nó rất là quan trọng luôn các bạn trong combat. Nếu mà hai đội hình giống nhau nha, mình ví dụ hai đội hình giống y chang nhau, đấu bơ bơ với nhau, chỉ cần song sinh bên nào nhảy trước là bên nó auto win nha các bạn. Nếu mà đấu trường á, có song sinh hai đội hình giống nhau chung lực chiến, hoặc là trên một ít cũng được, chỉ cần song sinh bên nào nhảy trước thì bên đó win. Nói như vậy để các bạn hình dung tác dụng của song sinh ha. Tuy nhiên song sinh nó khác phượng ở một chỗ này các bạn, đó là song sinh thì nó khá là mỏng ha, không phải phượng có thể chết đi sống lại nhiều lần, nên một con tím hoặc tím tím cộng nó cũng đã có tác dụng lớn trong team. Và tác dụng rõ nhất của song sinh đó các bạn, đó là ở đi bót nước của bang hội này các bạn, nó bút tóc lên thì lượng đam mới nhiều, nhưng mà không có song sinh bút tóc lên thì lượng đam thảm lắm các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ bỏ bỏ song sinh ra, mình lấy ly ca bút tóc cũng được, bi ly ca bút tóc trừ giáp. Rồi còn 18 giây nữa nhưng mà team mình đã nghèo hết rồi nha các bạn. Và gây được 377 triệu. Rồi giờ mình sẽ bỏ song sinh vào ha. Các bạn chỉ thấy có song sinh nó tác dụng như thế nào trong team. Lúc nãy là 33 377 triệu nha các bạn. Các bạn xem mình bỏ song sinh vào nè. Một, nếu các bạn bỏ song sinh thì team bạn sẽ đánh nhanh hơn, sau đó sẽ đánh nhanh hơn, hồi máu cho team nhanh hơn và team bạn sẽ không bị chết yếu giống như lần trước. Lúc nãy thì team chết yếu rất là nhanh đúng không các bạn? Các bạn giờ thấy nó kết cục nó khác liền, không một con nào chết hết. Rồi, một tỷ mấy, mình cho là 1 tỷ mốt ha các bạn. Đây là kết quả mình bỏ song sinh sơ sơ vào, ít nhất thì nó cũng gấp 3, gấp 4 lần so với việc không có song sinh. Nhiều bạn thì nói rằng là song sinh thì chỉ cần một con tím hoặc tím cộng đi bót nước là được. Không nha các bạn, nếu mà các bạn để ý song sinh, nếu mà các bạn mới tím tím cộng đi bót nước thì nó sẽ khá là mỏng các bạn, nó mỏng lắm, nó dễ chết lắm. Song sinh thì tại nó không có khả năng bất tử như Phượng Hùng Lửa nên nó dễ chết lắm các bạn. Song sinh ít nhất là các bạn phải lên được đỏ rồi các bạn nâng xích cho nó thì ok, nó mới trụ được, mới chơi được. Chứ còn nếu mà song sinh tím vàng thì không chơi được. Song sinh nếu các bạn chơi thì bắt buộc các bạn phải nâng lên đỏ có xích thì mới mới dùng được nha các bạn. Tại vì khi có xích này thì nó sẽ có khiên giúp cho song sinh trâu hơn xí. Rồi và song sinh thì góp mặt hầu hết trong tất cả các team, từ đấu trường, đi tháp, đi map cho tới đi bot nước thì rất là cần ha các bạn. Và đặc biệt các team như team World Cup, team Legend thì đều có sự xuất mặt của song được đều có sự có mặt của song sinh hết. Ví dụ như team Sauros nè. Ví dụ team Sauros Legend này các bạn.
ví dụ như Tim Saurus. Nói chung là rất nhiều tem thì mình phải cần song sinh các bạn. Nhưng mà song sinh mà để xài đi map được, song sinh mà các bạn để xài đi map được, đi đi tháp được thì bắt buộc phải đỏ nha các bạn. Chứ song sinh mà dưới đỏ để các bạn đi thì song sinh chết rất nhanh, hầu như là chưa có tác dụng hay là chết rồi các bạn. Và nếu các bạn nào đã thử chơi song sinh thì khi mà các bạn đi map hoặc đi tháp, một khi song sinh nhảy được thì các cục diện trận đấu nó thay đổi thích lắm các bạn. Và chốt lại nè các bạn, nếu là mình nha, ở đây là ý kiến cá nhân, nếu là mình khi mà mình chọn giữa phượng và song sinh để nâng lên A đầu tiên thì mình sẽ chọn song sinh nha các bạn. Mình sẽ chọn song sinh lên A trước, sau đó mình sẽ up phượng. Phượng thì lúc đầu mình sẽ lấy tầm tiếng cộng để mình dùng. Rồi sau đó thì mình sẽ up song sinh, và mình sẽ up song sinh lên A trước phượng nha. Rồi, còn ý kiến của các bạn như thế nào hãy comment dưới video. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Đừng quên like, subscribe, ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.